giây phút chung đôi. Lá ơi sao trôi trên dòng suối trời, cho tình cờ anh linh làm thơ. Lời thơ em như hơi thơ, khi em nguyện nhờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thì, nên dấu mùa xuân đơn vì không bắn ngọn không diều quy. Tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi, chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng. Xin chào các bác anh em audio ơi. Vâng, từ đầu đến giờ là mình đang quay và test chiếc âm ly sân xui dòng khủng long QRX5500A, đang test với loa clip Conwell gửi tới quý vị và các bác đấy ạ. Vâng, đây là chiếc âm ly cực kỳ khủng long và đẹp mắt của hãng sân xui tạo ra dành cho thị trường của Mỹ. Chiếc âm ly này trước hết sở hữu cái chiều size là 60cm các bác nhé, 60cm. Chiều dày của máy là 21cm, chiều sâu là 40cm. Cái này là mình chỉ tính núm thôi, nếu mà tính cả rắc hoa sen chúng ta ghim rô thì nó phải rơi vào khoảng 41cm. Máy cực kỳ là đẹp, đây là hàng Mỹ gửi về. Con này nó sử dụng nguồn điện đa cầu từ 100 cho đến 240, nên là rất là tiện dụng cho anh em chúng ta khi sử dụng. Con này nó đánh cho phép chúng ta đánh được rất là nhiều loa, đánh được 2 cặp loa A, B, A cộng B, đồng thời hỗ trợ đánh thêm 2 cặp loa nữa, tức là 2 cặp loa phụ nữa. Đó, tổng cộng là 4 cặp loa, chỉnh độc lập bát chép riêng từng cặp. Bát chép riêng trên dưới, đó, độc lập luôn. Có hỗ trợ cắt giải trầm, giải cao cũng độc lập luôn. Chỉnh ba lăng độc lập. Ở đây thì nó sẽ có hiển thị tổng cộng là 4 vu vẩy ở phía dưới và 2 vu dành cho đo sóng của radio. Máy rất là đẹp các bác nhé. Đây là một cái bản nâng cấp đèn đẹp dành cho 5500A. Con này thì có hai phiên bản 5500 trơn và 5500A. Thì đây là con âm ly mà mình đang giới thiệu, rất đẹp ạ. Vỏ gỗ zin. Chiếc âm ly này thì sử dụng nguồn sò đánh 8 con sò nick, rất là dễ dàng khi mà chúng ta phối hợp với nhiều các cái dòng loa cổ của Nhật, của Mỹ. Cụ thể ở đây là mình đang đánh với cặp loa Mỹ Conwell Bass 40 ở phía sau đây ạ. Tiếng rất là hay từ đầu quý vị đang nghe đấy. Và chiếc âm ly này thì lại tuy là khủng long và hầm hố như vậy, nặng chỉ có 22 cân thôi, nhưng mà lại giá rất là rẻ hơn so với người anh em của mình là 5000X. Anh em nhá, năm rẻ hơn cả 5000X luôn, mặc dù là khủng bố khủng long hơn. Con này có mức giá là 17.500.000 đồng. Thông qua video này thì mình đã test rồi, anh em nào có nhu cầu phối ghép trưng bày chơi test thì liên hệ cho em mình nhá, em mình giao hàng toàn quốc. Đây là một con âm ly đẹp, em mình sẽ quay về phía sau để cho chúng ta được xem, bởi đợt này về rất là khó, chỉ có về duy nhất một con mà thôi, không có nhiều đâu ạ. 60122, đó là series của chiếc ly này cũng như là hệ thống phía sau.
rắc, rồi các cái rắc này còn ươm nguyên này, chưa có cái vết để chúng ta ghim vô, là còn nguyên bản hết anh em. Cũng như là hệ thống nối dây này còn sáng choang, còn cả giấy ni lông bọc chưa có xé. Chạy đa nguồn điện, vâng, QRX 5500. Vậy là anh em nào có nhu cầu chơi và trải nghiệm sưu tầm con âm ly này thì liên hệ cho mình nhé.